Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người một trận đấu giải ở tài khoản 21. Thì do là chủ tài khoản không muốn mình tiết lộ tài khoản này ra, vì vậy là mình vào luôn cái trận đấu như thế này. Thì đây là một anh thuê mình đánh giải này. Đây là một trận đấu gặp một tài khoản 21 rất là mạnh, thì là mình sẽ gửi mọi người nhé. Và mình cũng nói thêm, đó chính là ở cái clip trước ấy, thì là mọi người cũng phàn nàn khá là nhiều về cái việc là mình nói nhỏ đấy, thì cái đấy là do mình để nhạc nền quá to, đâm giá nó ảnh hưởng đến cái mình nói. Mình cũng xin lỗi anh em đã làm đến cái ảnh hưởng đến cái trải nghiệm xem những cái clip để giải trí, để thu nạp thêm những cái kiến thức. Tuy nhiên là nó lại làm cho mình một cái sự khó chịu, thì mình sẽ cố gắng chú ý hơn trong các cái clip tiếp theo. Rồi ở đây thì là một tài khoản 21, tuy nhiên là vẫn sẽ đánh kiểu của những tài khoản thấp thôi. Và mình sẽ cho trận đấu này khá là chậm để mọi người có thể thấy, lúc đầu thì sẽ nhanh lên thôi, sẽ có thể thấy được cái diễn biến của trận đấu và cái cách mình đánh. Thì anh em đánh xanh cũng có thể là tham khảo, vì là cái kiểu đánh này hoàn toàn có thể áp dụng được cho từ 18 đổ xuống, kể cả 21 thì mình vẫn đang dùng đây đấy. Hoàn toàn chỉ dùng những cái đơn vị quân ở nhà 2 thôi. Và lúc đầu ấy thì chắc chắn rồi, sẽ chỉ còn lính 1 và xe 1 để chiếm các cái hộp thôi. Và quân xanh ấy là một cái loại quân cực kỳ là trâu và lì đòn, vì vậy là khả năng chiếm các cái vị trí cờ ấy, nó khá là dễ dàng khi mà đưa quân lên đứng, không phải chạy đi chạy lại. Tuy nhiên ấy, thì nó có một cái vấn đề, đó chính là khi mà quân di chuyển sang các cái cờ khác thì nó lại hơi lâu. Rồi ở đây thì bên địch đã bắt đầu chiếm được cái cờ này trước, với cái khả năng cơ động nhanh nhẹn hơn đến từ xe 1 của bên đỏ. Tuy nhiên là ngay lập tức thì cũng đã có cái xe 1 và lính 1 ra đây để chiếm cái cờ này. Và những người thấy thì mình lấn cái tháp pháo ở đây, cái bài lấn này đấy, thì anh em có thể hoàn toàn sử dụng trong tất cả các map chiến cờ. Tất nhiên cờ nó phải gần nhà một chút nhé. Tất cả các trận đấu chiến cờ anh em có thể sử dụng. Với cái trường hợp như của mình là rank 21, vì vậy cái tháp pháo nó có tầm bắn rất là xa khi mà búp item vàng lên. Vì vậy nên là mình mới nấn lên đây. Còn không ấy, cái cờ này cũng khá là xa mà. Còn không thì anh em chỉ nên nấn khi mà xây được một cái xưởng xây dựng. Đấy. Khi mà nhà anh đây đúng không? Xây xưởng xây dựng ở đây và xây một cái xưởng xây dựng nữa mà cái công trình của mình nó có cái tầm bắn ở trong cái khu vực cờ thì mình mới nấn thôi. Còn không thì không nên nấn, nó sẽ khá là tốn tài nguyên đấy. Nhưng mà khi nấn ra cờ thì mình sẽ rất là an tâm. Như map này thì cái cờ giữa này mình có tháp pháo rồi, kê rồi, là một cái lượng sát thương và cái khả năng chống chịu rất là lớn. Vì vậy là mình chỉ cần quan tâm đến hai cái cờ hai góc mà thôi. Đây, mọi người thấy. Và cái khu vực ở giữa này là cái khu vực mà quân địch nhờ có thể tấn công thẳng từ nhà địch sang nhà mình một cách rất là dễ dàng. Và điều đó thì là cũng vô hình chung khiến mình có thể phòng thủ được cái khu vực đường giữa là nhà mình. Và khu vực hai cánh thì mình chỉ cần trinh sát thôi, vì đường nếu mà đi vòng từ hai cánh sang ấy, thì nó sẽ rất là xa. Hôm nay thì bắt đầu triển khai lính trên đất quân sang các cái khu vực này. Mình thấy lúc đầu thì mình sẽ triển khai cái bài đánh đó là lính 1 và xe 2. Đây là một cái bài đánh rất là cơ bản của đỏ, của xanh. Và bài này rất là mạnh. Anh em chơi xanh ấy, không nâng nhiều ấy. Đấy, thì nâng hiệu quả đánh chỉ cần lính 1, xe 2, đấy, lính 2. Và không cần lính 2 cũng được. Và nâng rớt máy bay 2 nữa. Đấy là những cái đơn vị mà anh em cố gắng nâng mắc đầu tiên để sử dụng trong hầu hết các cái trận đấu. Đấy, bài lính 1 xe 2 thì có thể áp dụng được trong tất cả các cái thể loại trận đấu luôn. Vì là đánh nhỏ thì là hầu hết là không đánh hạng nặng quá nhiều. Đấy. Ở đây thì là mình bắt đầu lên lính 2. Khi mà nhận thấy bên kia có máy bay chuồn chuồn thì mình phải đánh lính 2. Vì bên kia chỉ có hệ thống chính là chuồn chuồn và AMA thôi. Thì lính 2 là cái đơn vị cực kỳ là tốt để có thể tiêu diệt hai bọn này. Đấy. Vì lính 2 nó gây sát thương nên bọn này khá là tốt. Đấy, nên là mình sẽ phải chuyển bài từ lính 1 qua. Không thể nào mà tiếp tục đánh lính 1 được. Thì đấy là cách mà anh em
sử dụng các loại quân khắc chế nhau để chuyển bài, để chuyển hướng kiểu đánh của mình, chuyển hướng quân trong các cái trường hợp mà cần thiết. Đấy là lý do tại sao mình cần nâng khoảng 3-4 loại quân. Đấy, nâng càng nhiều loại càng tốt, thì trong nhiều trường hợp mình có thể đem ra sử dụng, nó khá là tốt. Và đặc biệt là các cái trận đấu chiếm cờ ấy, ở cái map này ấy, thì nó có những cái cờ nó khác nhau, nó sẽ thay đổi theo tùy từng trận đấu, chứ không phải là trận nào cũng giống trận nào. Vì vậy là mọi người lên lưu ý là mình chọn cái cờ ngon nhất mà mình chiếm trước đã. Đấy, mình cứ dồn lực vào chiếm một cái cờ ngon nhất trước. Thì ở đây là cái cờ máy bay này. Cờ máy bay này là cái cờ ngon nhất ở cái map này. Khi mà cái cờ dưới đấy thì nó cho tầm nhìn thì phải. Còn cờ trên đây thì nó cho quân của đồng minh mình. Thì cờ trên đây cũng ngon. Đây cờ trên này và cờ giữa này là hai cờ mình cảm thấy là ngon nhất ở đây. Và mình nên cố gắng chiếm nó trước. Đấy, vì là máy bay ấy, thì đầu tiên nó chỉ là những con máy bay 1 thôi. Tuy nhiên ấy, về sau nó sẽ ra máy bay 2. Lúc đầu sẽ là một con máy bay 2, tiếp đến sẽ là 2 con, tiếp đến sẽ là 4 con. Thì nó sẽ gây một lượng sát thương và sự khó chịu rất là lớn lên nhà đối thủ. Và ngoài ra nó cung cấp cho mình lượng tầm nhìn nữa. Đấy. Thì ở đây mình đã triển khai cái thế trận là xe 2 và lính 2 rất là đông đảo đây. Kẹp thêm một vài đơn vị lính 1 nữa. Khi mình nhận thấy bên kia cũng có cả lính 2 này. Đấy. Bên kia cũng bắt đầu xoay bài sang đánh cả tỉa. Được. Một tài khoản rất là mạnh, có nâng cấp rất là nhiều loại quân để có thể xoay chuyển cái bài đánh. Rồi. Ở đây thì bên kia vẫn trung thành với kiểu đánh chuồn chuồn. Khi mà bên mình thì đã có cái lính 2 rồi. Cách khắc chế lính 2 đó chính là ra xe 1. Tuy nhiên thì bên mình lại có T21 nên là cái kiểu nếu mà đánh chỉ xe 1 không ấy thì sẽ không ăn lại được lính 2. Kẹp T21 vì là T21 nó là một cái đơn vị gây sát thương khá là mạnh lên những con xe, đặc biệt là xe 1 và xe 2. Rồi đây thì bắt đầu có pha đánh nhau. Như mọi người thấy này, mình không đối đầu trực tiếp vào khu vực trên này mà mình lui về. Đấy, thì vừa rồi quân địch ấy đã ăn đạn của cái hệ thống phòng thủ đây, từ tháp pháo cũng như là máy bay thì ăn hệ thống của hệ thống phòng không bên mình, thì quân mình đỡ bị tổn thất hơn. Và khi mà quân mình có cái thế trận dàn quân trước ấy thì gây sát thương nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Và lúc này thì quân địch phải rút quân thì mình bắt đầu kéo quân lên, khi mà lực lượng quân của quân địch hao hụt rất là lớn rồi. Và mình sẽ để lính của mình xử lý mấy bọn đấy. Và T21 thì mình sẽ kéo vào khu vực trong nhà này, như mọi người đang thấy ở đây. Và với cái việc mà kéo quân vào trong nhà này thì mình sẽ sử dụng cái sát thương lớn và độ cơ động của những con T21 để phá hủy đi các cái công trình trọng điểm của quân địch. Như ở đây thì là những cái xưởng xe này, như mọi người đã thấy. Đây là những cái công trình trọng điểm quân địch. Khi mà kể cả mình không có thể là tiêu diệt quân địch ngay, thì việc phá hủy những công trình trọng điểm này cũng khiến quân địch bị thọt rất là nặng về cái việc ra quân. Khi mà không có các cái xưởng xe chiến đấu, những cái xưởng máy bay, thì khả năng ra quân sẽ bị hao hụt đi rất là nhiều. Và ở đây thì quân mình cũng giải quyết xong cái đám quân mà lúc nãy ở đằng trước nhà địch rồi, thì nó lại tiếp tục tiến công vào. Và ngoài ra thì lại có thêm quân của đồng minh mình nữa. Nhưng là cái cờ đồng minh lần này nó không thực sự là quá là ngon, khi mà chỉ là những cái đơn vị bộ binh thôi, lính thôi. Đấy, còn có cờ nó sẽ cho ra những cái đơn vị hạng nặng cơ. Tầm 8 phút thì đã có rớt, như cổ bên xanh thì đã có rớt rồi. Còn bên đỏ thì sẽ là rang cua. Thì nó rất là ngon. Nên là cờ map này được mỗi cái cờ giữa là ngon nhất. Đấy. Cái cờ tầm nhìn thì nó cũng cho chúng ta một cái khá là quan trọng, đó chính là cái tầm nhìn vào trong nhà địch để biết địch có những gì. Và mình sẽ có thể là xoay bài theo cái kiểu đánh cái quân của quân địch để khắc chế. Ở đây thì những con T21 rất khó chịu với cái độ cơ động và sát thương. Mình cứ điều vòng vòng thôi. Đấy, như mọi người thấy này, nó cứ di chuyển và tấn công. Con này nó có cái lợi của nó là sát thương nhiều. Đấy, và vừa có khả năng di chuyển vừa tấn công được. Nó không nhờ lính 2. Đấy, lính 2 thì phải đứng lại mới có thể bắn được. Mà T21 thì nó lại là một cái kiểu khác. Là một cái đơn vị rất là mạnh, còn xanh này anh em cần phải nâng. Và lúc này thì bên địch không còn khả năng chống cự nữa rồi. Và chỉ còn một con máy bay 1 thôi. Thì lính 2 sẽ giải quyết nốt con này. Và việc của mình sẽ dọn dẹp nốt công trình đây. Và clip sẽ kết thúc tại đây thôi. Hy vọng anh em vẫn sẽ ủng hộ và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn người đã xem. Chào tạm biệt mọi người.